khóc rồi kìa. Tuổi hả? Chú bé thì không có được nè, bình thường. Chú hỏi nè, khi mà đi vô đó rồi cái anh đó là khóa cửa lại là con có khóc, con có xin không? Dạ có. Con xin như sao? Thế nào? Anh ơi hãy em ra đi cho em về. Ừ. Mà con khóc lớn không? Rồi như vậy thì cái anh đó nói sao với con? Dạ. Rồi cái anh đó nói sao với con? Con khóc con năn nỉ gì rồi anh nói gì với con? Nói cho anh làm cái để anh cho tiền rồi về. Trời ơi. Trời ơi, gì đó hả? Rồi như vậy thì con phản kháng lâu không? Dạ lâu. Vậy đó. Dạ tụi em xuống là chị muốn chuyện gì? Em nhờ hai anh giúp đỡ em trong hoàn cảnh khó khăn gì. Hoàn cảnh chị như thế nào? Dạ. Giờ cháu nó bị ta gạt vậy đó rồi không biết thằng đó ra sao. À, nó sinh ra rồi giờ rồi em khổ quá. Chuyện này lớn hơn chị. Chị tên gì chị? Dạ em tên Ly. À, con tên gì con? Dạ con tên Băng. Tên Băng ha. Rồi con gái nhiêu tuổi rồi? Dạ con 16. 16 tuổi. Rồi bé đó là sao? Dạ con. Con của con hả? 16 tuổi à? Dạ. À, tức là hồi nãy chị có nói là chị nhờ tụi em xuống để mà chia sẻ về cái câu chuyện của con của chị. Dạ. Là mới 16 tuổi thôi. Dạ. Là có con rồi. Dạ. Rồi chị có thể chia sẻ lại cái câu chuyện như thế nào? Tại vì nó đi lên tổ Úc nó trên Đồng Nai á. Dạ. Là nó ở chỗn nó kêu cổ kêu lên trả nó cơm. Rồi tháng cổ trả cho 1.500.000. Dạ. Mà cậu với mợ đi làm thì ở nhà bị thằng nó rủ đi uống trà sữa. Rồi mới xảy ra chuyện như vậy. Là cái người ở gần đó rủ. Dạ. Rủ con đi uống trà sữa. Dạ. Cái người đó là con quen bao lâu? Dạ quen được. Con nói lớn xíu nha. Dạ. Con quen được bao lâu? Quen được mấy ngày. Mấy ngày thôi. Rồi cái người đó là bao nhiêu tuổi con biết không? Không nhớ luôn. Rồi sao mà con đi với người ta? Con mới có mấy ngày thôi mà. Người ta rủ đi hả? Người ta nói sao? Dạ. Người ta nói con sao? Rủ con sao? Rủ đi uống trà sữa anh cho tiền. Rủ đi uống trà sữa anh cho tiền. Rồi thôi giờ chị cô chị ẩm đi, chị ẩm đi, cháu đi. Bé được bé không có biết ẩm. Bé được. Mới có 1 tháng 3 ngày. 3 ngày hả? Dạ. Rồi, vậy là cái người đó rủ con đi uống trà sữa rồi để mà cho tiền. Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi uống trà sữa xong rồi đi đâu nữa? Dạ. Đi đâu? Anh dẫn vô khách sạn. Đi đâu con? Vô khách sạn. Vô khách sạn. Dạ. Rồi lúc đó con chịu không? Dạ không. Hả? Dạ không. Không sao vô đó? Tại anh kia vô đi cho tiền. Vô để cho tiền hả? Dụ con vô cho tiền. Rồi là cho con bao nhiêu tiền? Cho được 100 ngàn. Bao nhiêu? 100 ngàn. 100 ngàn. Trời ơi. Bây giờ cái người đó con còn nhớ không? Dạ. Là con đi với cái người đó là bao nhiêu lần? Dạ, một lần. Một lần thôi? Dạ. Trời ơi. Đứa con của con là bao nhiêu tháng rồi? Dạ. Nhiêu chị? Chị biết không? Dạ, tháng 3 ngày. Mới 1 tháng 3 ngày, vậy là mới sanh nó 1 tháng 3 ngày thôi. Em thấy là con của chị bé khờ không vậy? Dạ khờ. Thật sự em thấy là bé rất là khờ luôn. Nó khờ hả chị? Dạ nó khờ. Nó không biết chuyện con nó sanh ra nó còn không biết. Mà đêm ngủ thẳng thẳng với con khóc cũng không. Dạ, vậy là lúc đó là bé mới 15 tuổi thôi. Dạ. Đúng không? Bầu hồi 15. Có bầu hồi 15 tuổi, 16 tuổi mới sanh. Dạ. Sao mà con chị khờ quá mà chị cho đi làm xa vậy? Tại vì thấy cậu ruột mà tin tưởng. Tại vì cậu thì cậu ruột là em của chị đó phải không? Em của em. Dạ. Mình nghĩ là đi lên chảnh với cậu là mình không có thấy, không có chuyện gì mình để sợ. Dạ. Rồi lên chảnh thì sao mà sơ sót chỉ có nhiêu đó thôi mà nó về mang cục. Rồi lúc đó là chị ở đâu? Dạ lúc này em ở dưới này em đi làm, em đi lột tôm. Chị đi lột tôm? Dạ. À, anh với chị hả? Dạ có mình ơn em mà. Ủa người ông xã chị đâu? Ông xã em chết 16 năm rồi. À, chị là mấy đứa con? Dạ em hai đứa. Thằng trai lớn em á thì nó ở trên nội nó chảnh. Còn nhỏ này em nuôi. Bé gái này là khờ là hồi trước giờ luôn, bẩm sinh luôn hay là sao chị? Dạ khờ hồi nhỏ lớn.
gì đó. Dạ. Thì cho đi theo cậu lên trên đó để làm gì? Lên chảnh thì cậu kêu lên chảnh nấu cơm, thì giặt quần áo vô cho cậu mở á, rồi tháng thì cậu cho 1.000.000 gửi. Dạ. Dạ, mua cho điện thoại xài cũng không có điện thoại nữa, nghe được nói cho điện thoại thì cũng mừng. Dạ. Để lên chảnh rồi thì cậu đi làm, rồi bị đó nó dụ đi ngủ xuống trà sữa vậy đó. Dạ. Hồi trước giờ là chị có cho cháu đi lên trên đó lần nào chưa? Dạ cũng có, nhưng mà có em đi nó không sao. Sao? Có em đi. Lúc con đi về sao con không nói với cậu con? Dạ, sợ cậu la. Sợ cậu la hả? Dạ. Rồi cái người đó hiện giờ còn đó không? Dạ đi rồi. Đi hả? À, lúc làm xong rồi là bao lâu rồi người đó mới đi? Dạ 2-3 ngày đó là anh đi mất tiêu. Đi mất tiêu. Cơ phòng anh không phải. Con có thương người đó không? Dạ. Dạ không ha. Rồi nói giờ muốn khóc rồi. Muốn khóc rồi kìa. Tuổi hả? Chúng bé thì không có được nè. Bình thường. Chú hỏi nè, khi mà đi vô đó rồi cái anh đó là khóa cửa lại là con có khóc, con có xin không? Dạ có. Con xin như thế nào? Anh ơi hãy em ra đi cho em dễ. Ừ. Mà con khóc lớn không? Rồi như vậy thì cái anh đó nói sao với con? Dạ. Rồi cái anh đó nói sao với con? Con khóc con năn nỉ gì rồi anh nói gì với con? Nói cho anh làm cái để anh cho tiền rồi về. Trời ơi. Trời ơi, gì đó hả? Rồi như vậy thì con phản kháng lâu không? Dạ lâu. Gì đó hả? Tội quá cô chú anh chị. Lúc đó con có đau nhiều không? Nhiều. Nhiều thì con có xin ảnh tha không? Dạ có. Có nghĩa là con khóc quá rồi xong rồi là ảnh chở con về. Chứ không phải là vô đó mà về sớm phải không? Dạ. Phải không? Dạ. Chung bé rất là khờ cô chú anh chị, khờ mới lắm thật lớn sự. Mà 15 tuổi mà. Không có biết, bây giờ thậm chí giờ 16 tuổi mà còn không biết gì hết luôn. Còn như vậy á, sợ thì... sợ cậu la là về không dám nói với cậu luôn hả? À, cái anh đó có dặn con cái gì không? Dạ không được nói với cậu. À, nói là dặn con là không được nói với cậu. Dạ. À, tôi nghiệp có trời gì nè. Rồi như vậy đó là về con sợ dữ không? Dạ sợ. Hả? Sợ. Sợ hả? Rồi ảnh có tới lui gặp con lần nào nữa không? Dạ không. Là bao lâu dọn đi con hay không? Dạ không. Ủa lúc con ở đâu con không hay? Dạ lúc đó con trong phòng, trong... có cậu đó, con không dám ra. Có cậu con không dám ra, có nghĩa là sợ cậu biết. Sợ cậu biết. À, là dọn là con biết dọn không? Dạ không. Không biết người ta dọn đi luôn hả? Biết quê quán của anh đó ở đâu không? Dạ anh không nói. Anh không nói hả? Dạ. Cái người đó là khoảng bao nhiêu tuổi con biết không? Dạ. 40 mấy. 40 mấy luôn. Dạ 40 mấy. Có vợ con gì chưa con? Dạ con không biết. Không biết luôn. Anh không nói. Không nói luôn. À, cái người đó lỡ gần phòng con hay gì? Dạ gần phòng con. Gần phòng thì con thấy là cái người bên gần phòng đó có vợ không? Dạ không. Bé nó khờ quá. Quá khờ luôn. Cũng như thằng đó lên đó nó làm là không có vợ con gì theo hết á. Dạ. Giờ lên đó thì tự làm vậy đó, rồi muốn ở thì ở, lừa gạt con gái người ta rồi đi chỗ khác vậy đó. Làm con một lần hả? Dạ. Là làm một lần hay là đi một lần mà làm mấy lần? Làm một lần hả? Làm một lần rồi xong đi về. Dạ đi về qua ngày sau mất tiêu. Qua ngày sau mất tiêu luôn. Nghĩ là qua ngày sau là trốn cao, rồi. Cao chạy xa bay trốn rồi. Con nhớ mặt, nếu bây giờ con gặp cái người đó con nhớ mặt không? Dạ. Con nhớ hả? Dạ. Trời ơi. Tội quá chị ơi. Gì? Rồi bao lâu là chị phát hiện là cháu có bầu? Dạ nó về là hay bây giờ cái đường này nè. Là em thấy em mua đồ Tết cho nó. Bận rồi sao mà thấy nó đứng cái bụng nó hơi u. Dạ. Cái mấy bà chị gần gần á nói thôi vậy mày chở nó ra ngoài trạm đi siêu âm coi nó bị cái gì. Đi ra ngoài thì người ta nói là 5 tháng mấy rồi, 6 tháng rồi. Bây con biết cái người đó làm công ty ở đâu không? Dạ, anh không nói luôn. Có thể là cái người em của chị, tức là cậu con bé biết. Dạ biết thằng đó, tại vì nó ở với cậu nó là thằng đó nó biết trước. Chắc sợ thằng em nó biết. Biết, tại vì
em là giờ nó không có nói. Bây giờ nếu cái trường hợp này có thể là lần ra được hết. Dạ. Tại vì cặp phòng thì tất nhiên là cái người em của chị là cậu bé là biết cái người đó làm công ty ở đâu. Dạ. Đó. Thêm một phần nữa thì ở phòng trọ lúc nào thì mình cũng phải tạm trú. Dạ. Đó là có thể lần ra cái người đó ở đâu. Mà sao em của chị không lại tố giác cái người này để binh vực cái quyền lợi cho con của chị? Tại nhưng mà nói thì cái con này nó không có nói, nó không có biết. Tới cái ngày nó bụng bự lên rồi thì mới nói với cậu Út nó. Rồi. Thì cậu Út nó nói giờ biết thằng đó đâu tìm. Đó bây giờ thì bây giờ chị tự bà đi tìm anh đi, không có đi. Bây giờ nè em mới nói chị đó là tức là ở phòng trọ người ta sẽ có làm giấy tạm trú. Dạ. Mình hỏi phòng trọ. Chứ thứ hai nữa thì cái người đó làm công ty tất nhiên là em của chị ở gần đó thì sẽ biết rồi. Dạ. Mình cứ vô công ty mình hỏi cái tên đó, cái tuổi là sẽ ra thôi. Con có nhớ anh đó tên gì không? Con gán nhớ anh đó tên gì con nhớ không? Tên Nguyên gì? Nguyên hả? Tên Nguyên phải không? Ừ. Cũng lâu lắm rồi. Một năm mấy rồi? Tính ra một năm mấy rồi? Dạ. Gần một năm. Vậy là lọc gần qua năm. À quên nữa, gần năm. Gần năm. À quên mất. Chưa được năm. Dạ. Thì bé lọt qua 10, con của chị lọt qua 16 tuổi rồi ha chị ha? Dạ, nó sanh lọt qua 16 tuổi. Lúc đó thì đang có bầu là 15 tuổi. Dạ 15. Tụi em cũng có thể lần ra được cái người đó. Nếu mà mình theo cái đường bé này nó kể cái sự việc như vậy thì có thể tìm tới cái phòng trọ đó và sẽ hỏi chủ trọ cái năm đó tháng đó là sẽ có thể lần ra. Con có muốn vậy không? Con có muốn đưa người đó ra ánh sáng không? Nó lớn lên con. Dạ có. Gì đó. Khi mà mình nghĩ cháu nó còn nhỏ quá gì, lúc đó đi về chắc con sợ, con lo trong lòng lắm hả? Ừ. Con lo không? Lo. Rồi về rồi bị đau không? Bị đau lâu không? Dạ lâu. Đau mấy ngày? Dạ một tuần. Một tuần luôn. Đau cả tuần lễ luôn hả? Dạ. Lúc đó năn nỉ nó cũng không tha luôn. Dạ. Trong khi đó nó mới vừa hết hơi hơi đó. Dạ. Rồi giờ cái đầu nó kéo dần nó ra lần ít. Rồi cái đầu thằng này ngủ đi rồi vậy đó, rồi cái đầu nó kéo dài tới hơn một tuần nó mới hết. Gì đó. Dạ. Mà lúc đó bé mới có 15 tuổi à. Dạ mới có 15 mà. Cái ông đó nặng quá trời ta. Tại vì á chị chứ đúng ra như bao nhiêu gia đình khác á thì phải đưa cái việc làm của anh này ra ánh sáng để binh vực cái quyền lợi cho con của chị. Thì con chị dù sao thứ nhất là cũng chưa có đủ tuổi nè. Dạ. Đó mà bị lạm dụng như vậy là không có được. Dạ. Rồi bây giờ con cái như thế này rồi cháu nó không biết chăm lo là chắc con chị chăm lo không hả? Dạ. Tại vì em cũng lúc mà hai con này có bầu á thì em cũng có lên tìm đó, nhưng mà thằng nó dọn đi rồi. Có lên tìm hả? Dạ có lên tìm, nhưng mà hỏi chủ trọ thì nó nói không biết, nó đi hồi nào người ta không biết. Dạ. Nói để nói em nói em bắt được thằng đó là em cho nó ra ánh sáng. Nghĩa là rồi lại công bằng cho con. Đúng em. Đúng. Rồi vậy là về mình buông xuôi luôn. Dạ về kiếm không có thì em cũng khổ, em không có tiền bạc kiểu này, em đâu đi kiếm nữa đâu, rồi tới đó em đi về thôi. Tới giờ em thôi bỏ. Rồi em lướt lên em thấy mấy anh này, thôi em nhờ mấy anh giúp em. Bây giờ là tụi em đến đây cũng chia sẻ lên, cũng rất là mong là cộng đồng mạng nè biết tới cái người này. Dạ. Đó thì hoặc là chị sao mà lúc đó chị không có làm đơn để mà tố giác cái người này? Dạ tại vì em không biết ở đâu, em đâu có làm đơn được. Khi mà giống như nãy là anh em tụi em nói đó là mình là cái chỗ trọ đó thì đương nhiên người ta cứ ở trọ phải có tạm trú tạm vắng à. Mà nhưng còn mà là công ty là chủ trọ thì chủ trọ nói là biết bao nhiêu người, nói không biết, không nhớ người nào hết á. Trời ơi.
Rồi em thấy vậy rồi nói thôi giờ chú có cái giấy căn cước gì của nó là giải tí nó photo đi cho chú ở nhà trọ đó. Rồi chú có chú đưa cho con đi. Ông dạ. Nói biết bao nhiêu người nói là ổng đâu biết được nó ổng lục. Nói chung mình cũng tìm mọi cách nhưng mà không dạ. Có tìm được phải không? Dạ tìm không được. Nếu em nói tìm được đó là em cho nó ra ánh sáng. Để gì rồi con nhỏ xíu mà còn khờ khạo gì rồi bị người ta gạt gẫm như vậy. Dạ. Bây giờ á là chị có chừng nào lên trên chỗ cháu làm nữa không? Dạ chưa, chờ bé này nó cứng cáp lên rồi em mới đi. Dạ đi lên chảnh thì nó cũng còn thờ quá, nó chưa có biết giữ con á nữa, chờ này nó bự lên rồi em mới đi lên chảnh làm. Ủa nhà chị ở là nhà đây là nhà của ai? Nhà của cái chế đó, bà cho em ở chỗ này. Ủa rồi nhà của chị đâu? Nhà cha mẹ ruột thì có thằng em thứ năm thì nó nhậu vô nó quậy hoài rồi em không có ở chồng. Nhà cha mẹ ruột của chị là ở Dừa. Dạ. Còn bên... con cho bé uống sữa là sữa con hay là sữa nào? Sữa con. À, anh con. Pha ha. Dạ. Hay lắm, anh pha. Con có sữa cho con bú không? Dạ. Không có sữa luôn hả? Dạ. Một hộp vậy đủ được bao lâu? Không được tuần hết à. Hộp bao nhiêu tiền? Hộp có 150 nha. 150 hộp nhỏ hả? Dạ. Chứ ở đây đi vòng vòng cắt ra muốn rồi nè, rồi bán kia móc mót tiền mua sữa mua tả cho nó. Chị á hả? Dạ. Nãy em vô rồi em lội làm sao em đặt lò kiếm cách sạch nhỏ nhỏ em bán. Trời ơi tôi nghiệp gì đó. Dạ. Ủa người chị sữa. Không có nghề nghiệp gì ổn định sao? Dạ không có, tại vì con bé này nó sanh rồi em không có đi làm được. Bây giờ con thì hiền quá rồi phải ở nhà chăm sóc cháu ngoại vậy hả? Dạ. Vậy chứ anh thấy đi rồi nó đâu có cho ngày uống sữa đâu. Nhiều khi em đi chợ chút xíu nó cho nhỏ uống sữa ọc ra tới lỗ mũi luôn vậy đó. Rồi sợ rồi đâu có dám cho nó bú. Vì đâu có giao cho nó được. Phải nó nhỏ quá trời mà đâu biết chăm sóc con. Dạ. Bằng đêm nó đi ngủ là vô mùng ngủ thẳng cẳng vậy chứ thằng này thức làm gì đó là em làm gì đó em làm. Dạ. Một đêm thì em thức có 5-6 giác ngủ một đêm chừng tiếng hộn được tiếng hộn là em thức tới sáng rồi. Mai mốt con có đi uống trà sữa nữa không? Dạ. Hả? Dạ không. Này mình đi uống trà sữa thôi mà bị nói chung là bị tư tưởng khi mà ai rủ đi uống trà sữa. Bị ám ảnh. Ám ảnh luôn. Bữa hộp cũng có cái anh ở dưới cầu Lưới Chăn á, nói giờ anh rủ chú cậu rủ con đi uống trà sữa con đi không? Nói không, con nghỉ đi uống trà sữa rồi. Bị ám ảnh. Hỏi sao con không đi nữa, nói thôi con sợ trà sữa quá à, con uống nữa. Mẹ con mua về thì con uống chứ mà mấy cậu mua cho con không uống. Dạ. Dạ. Bây giờ cuộc sống của chị khó khăn gì rồi chị đi mua sữa cho cháu. Nhằm khi em đi cắt rau rồi nè, rồi đặt cái sạch đồ bán. Rồi chị đó bà bán nước có nhiều quá thì bà cho thêm vô để mua sữa cho thằng này. Thì tội quá trời. Ở đây là người ta thấy chị khổ cho nên người ta đùm bọc ha cho chị ở đậu. Dạ đúng rồi. Rồi bữa nào không có kiếm rau được rồi sao, rồi đặt cá không có rồi sao? Thì điện người này người kia mượn tiền. Mượn điện chế này nè, mượn giùm. Chị là không có đất có ruộng gì hết luôn hả? Dạ không. Rồi đó anh chị là cưới nhau có mấy đứa cháu này rồi anh chị có nhà không? Dạ có, ở trên chủ trí. Dạ. Rồi cha nó chết rồi đầu em dở nhà em đi. Em đi lên Bình Dương em mặn thời gian rồi cái đầu. Dỡ nhà đi cũng còn đất chứ. Thì cũng như có cái nền nhà à, mà. Dạ. Rồi giờ người ta nói là có cho được 4 công. Dạ. Nhưng mà người ta không cho em, người ta để cho thằng cha lớn. À cũng như là bên chồng chị. Dạ, bên dạ. Chồng em. Để cho cháu nội ha. Để cho cháu nội chứ không cho em. Dạ. Rồi em mới đi lên chảnh em làm thời gian rồi cha em bệnh nặng quá rồi không ai lo, nói em về với mày. Vậy này rồi lo bệnh cho cha rồi tới cha chết rồi em đi ra đây em vòng ra đây em kiếm việc làm. Bây giờ là mình không có nghề nghiệp gì ổn định hết trơn.
Dạ. Mà giao cháu ngoại cho con của chị thì chị cũng đâu có yên tâm, tại vì dù sao cháu cũng còn cái tuổi nhỏ quá. Dạ. Ăn chưa no lo chưa tới mà làm sao mà biết chăm sóc cho con cho chu đáo. Con không có nhớ mặt cái ông đó luôn hả con? Dạ. Không nhớ luôn. Vậy mà người ta rủ thì dám đi luôn. Sao lạ mà con lúc đó cái người đó lạ với con mà sao mà con dám đi? Nó nói nó quen cậu con. Nói với quen của cậu con. Ừ. Nói là chắc là bạn của cậu gì đó. Chắc chú là bạn của cậu con gì ha. Nó có rủ con, rủ con sao con nói lại coi. Rủ con đi uống trà sữa. Nó lớn lên con. Rồi sao? Người dẫn con đi khách sạn. Dẫn con đi khách sạn. Mà trong khi đó lúc đi đó là có uống ly trà sữa nào không? Dạ, có uống. Uống trà sữa rồi ngồi chỗ quán trà sữa lâu không? Dạ lâu. Ngồi lâu rồi anh có đó. Nói gì không? Có nói gì con không? Không á? Lúc uống trà sữa rồi có nói gì không? Nói là cho làm một cái đi anh cho tiền. Nói sao? Anh nói là cho anh làm một cái đi anh cho tiền. Cho anh làm cái đi rồi anh cho tiền hả? Dạ. Rồi con nói lúc đó con nói sao? Con nói sao? Con nói không. Con nói không. Rồi sao mà đưa vô đó? Rồi anh chở, tưởng chở con về nhà. Hai người chở vô đó. Trời, rồi lúc đó sao con không chịu, con la lên. Con cái con nắm lại con không muốn vô mà không lôi vô. Nắm lại, con không muốn vô. Mà anh đưa bắt con vô. Khi mà con vô tới cửa là con tới nhà nghỉ là con biết không? Con biết vô chỗ này là giờ làm cái chuyện xấu không? Con không biết luôn hả? Khi vô tới phòng là đóng cửa lúc đó thì bắt đầu tiên là ảnh làm cái gì với con? Anh sợ con. Anh sợ con. Rồi sau đó rồi làm gì nữa? Rồi cởi áo. Lúc đó con la lớn không? Lớn. Con la hả? Con nói sao? Con nói thả em ra đi cho em về. Thả em ra cho em về hả? Dạ. Sao thằng đó khốn nạn dữ vậy trời? Con ta nhỏ xíu mới có 15 tuổi à. Mà nã nào mà dụ gì? Thì bé này cứ nghĩ là dốc hành lớn thôi chứ cái tuổi này cứ nghĩ là chú người lớn chứ rủ đi uống trà sữa ăn nít mà. Con hằng ông đó dữ không? Bây giờ con còn nhớ như in những cái việc làm của cái người đó đối với con không? Thì nhớ mà không nhớ mặt luôn. Không nhớ mặt luôn mới ác nữa chứ. Cái quan trọng là cái mặt con không nhớ. Sao con không nhớ mặt? Con gặp người này được mấy lần rồi mà con không nhớ mặt? Ba uống lần vậy đó. Bé nói chuyện tại quá nhỏ. Bịch khẩu trang rồi. Bịch khẩu trang luôn rồi. Hả? Rồi tới công chuyện rồi. Bịch khẩu trang luôn hả? Thì tất nhiên người cậu cũng biết à. Nếu mà người cậu ở cặp phòng mà người sao không biết được. Phải biết chứ. Nói trong hẻm. Hả? Nói trong hẻm. Trong hẻm rồi. Ngay cái đường đi vô gì thì tới phòng trọ thằng em ở đây rồi đầu đi lại đó có cái hẻm quẹo qua rồi mới tới cái phòng của nó. Lúc đó là nó ra phòng trọ con chơi nhiều không? Nó đi ra đi vô nó cười thôi. Nó ra vô cười cười thôi. Rồi lúc đó cậu con đi làm xong rồi nó vô nó nói chuyện với con. Nó vô nói chuyện với con. Lúc mà nó để ý nó thấy cậu đi làm mà nó vô nói chuyện. Dạ. Nó vô nó nói sao? Nó nói đòi thích con rồi đó. Nói thích con. Dạ. Rồi con nói sao? Đầu tiên khi mà vô nhà trọ lúc cậu con không có nhà đi làm thì lúc đó là người này có nắm tay nắm chân gì con không? Dạ, có nắm mà con giật lại. Có nắm tay mà con giật lại phải không? Ừ. Rồi còn gì nữa không? Con cứ nói thật ra đi. Cứ nói ra đi con. Nắm tay chân con thôi, con giật lại. Con nói cậu con gần về rồi, nó mới ra. Vậy là nó đi vô phòng luôn hả? Dạ. Nó vô phòng nó ngồi trước cửa rồi. Lúc đó sao con không nói với cậu đi? Sợ cậu đánh. Sợ cậu đánh hả? Con nói cái người này làm với con như vậy thì cậu con sao mà cậu con đánh? Cậu ruột con mà. Thương con không hết nữa đó. Binh vực cho con nữa chứ đâu đâu có thể nào mà làm như vậy.
Bé này khóc nhiều lắm nè. Chịu quá trời, cái người đó khốn nạn thiệt chứ. Để mấy chú mà gán đăng tải lên có thể mà truy được cái người đó ra, đưa người đó ra pháp luật. Con muốn như vậy không? Con muốn không? Con muốn đúng không? Rồi khi mà con gặp được cái người này, đầu tiên con sẽ nói với người này như thế nào? Hả? Kêu bắt vô tù. Kêu bắt vô tù. Đúng rồi, cái này là đáng, cái tội này là phải đáng như vậy. Tội nghiệp quá. Thế nè. Bé trai hả chị? Bạn trai. Mới có 1 tháng lẻ 3 ngày thôi quý cô chú anh chị, cưng lắm luôn. Tháng lẻ 3 ngày hả chị? Dạ. Bây giờ mình mới đặt tên. Dạ, mình trong tháng. Chị tính đặt tên, tên bé là tên gì? Con chưa có tên rồi. Con tên. Con muốn con của con là tên gì? Không biết. Con suy nghĩ con thích tên gì đó. Cà gót. Cà gót hả? Cũng được. Con là thỏ hay sao mà đặt tên cà gót? Thôi cố gắng lên nha, để giờ chú sẽ cố gắng đăng tải lên, sẽ tìm được cái người đó, đưa cái người này ra ánh sáng. Sáng. Mà có con đó mà đâu có biết cái gì đâu. Không biết gì luôn. Quá nhỏ chị. Mà nhắc tới thì tuổi khóc á. Khi em giao nó cho nó giữ thằng này chút xíu là nó ngắt, nó nhéo thằng này khóc chết gì đó. Sao vậy? Nựng hả? Nó nựng mà nựng kiểu mạnh tay á, nó khờ. Sao con nựng con mạnh tay quá vậy con? Dạ. Cưng dữ không? Cưng con, thương con dữ không? Dạ. Thương phải nựng nhẹ nhẹ tay, tại em nó còn nhỏ biết không? Trời ơi. Hết sữa, hết sữa. Hết sữa rồi con ơi. Một hộp sữa này là 100 mấy mà mấy ngày hết rồi hả chị? Dạ, uống không được từng hết rồi. Hộp sữa em mới mua ngày hôm qua, kia hôm qua uống rồi, bữa nay nó chắc ngày mai mốt rồi cũng. Rồi chị định là chị ở tạm đây bao lâu nữa? Em nói em ở đây chừng nào em có tiền thì em kiếm chỗ nào em mướn em ở, chứ giờ dặn mướn nữa phải không? Dạ, dặn mướn chỗ khác ở cho nó thoải mái. Ở chỗ, có chỗ này không mà nó hẹp quá. Bây giờ là lại mình kiếm cái phòng khác mình ở ha. Dạ. Thì ở đây mưa tạt không? Dạ tạt, em mới che cái mền đó, cái nắp mùng á. À mưa tạt ha. Dạ. Quá trời tội của chú anh chị. Cô chú anh chị nhìn cháu kìa. Thôi bây giờ chú sẽ lấy cái tiền của Mạnh Thường Quân ở bên Mỹ gửi cho con 2,5 triệu ha. 2,5 triệu cho con mua sữa của cô bên Mỹ, gửi 2,5 triệu ha. 100 đô 2,5 triệu chú sẽ gửi cho con. Những cái lời của con nói có chính xác đúng sự thật không? Nếu mà con nói sai là con phải chịu hoàn toàn trách nhiệm á, đúng không? Chị là có thể là cho phép em đăng tải cái video này lên không? Dạ chịu. Rồi, cái này là chị yêu cầu em là đăng tải đúng không? Dạ, đăng tải lên, đăng tìm bắt đó rồi cho nó ra pháp luật đi. Dạ. Đó thì ở đây là những cái lời nói của cũng như hai mẹ con là hoàn toàn chính xác, nếu mà sai là mình phải chịu hoàn toàn trách nhiệm hả chị? Dạ. À, dạ chị cũng là cho phép là dạ, đăng tải, yêu cầu đăng tải cái video này lên. Dạ chị. Dạ. Rồi thì ở đây cũng có một dạ thì ở đây có cô Hương Trần ở bên Mỹ gửi cho cô là 2,5 triệu để phụ mua bé mua sữa cho bé. 2,5 triệu để cho con mua sữa uống ha. Đây nè con, 2,5 triệu nha. Này con nhận đi, 2,5 triệu đó. Này cái này là uống trà sữa nhiều lắm á.
uống trà sữa không? Đừng có thấy người lạ rồi ngủ uống trà sữa rồi đi nha. Đó, mình không có quen, mình không có biết. Thứ mốt bất cứ ai lạ cũng gì ngủ con đi đâu làm gì là con không nên nha con. Dạ. Con thấy là trước mắt là con bị như gì rồi con thấy là con thiệt thòi chưa? Dạ. Rồi có gửi lời cảm ơn ông bà cô chú gì không? Mạnh Thường Quân gửi tiền cho con đó. Dạ, con... Cô bên Mỹ á. Con nói lớn lên con. Dạ con cảm ơn cô bên Mỹ gửi tiền cho con. Để dành mua sữa uống nha. Rồi có thèm ăn cái gì đó thì mua ăn. Đó, cho có sức khỏe, có dinh dưỡng. Thì chú có đăng tải video này lên á. Nếu mà có ông bà, cô chú, Mạnh Thường Quân muốn giúp cho con á, thì chú sẽ lại đây trao những cái phần yêu thương đó cho con nữa ha. Rồi thôi em xin phép chị có muốn gửi lời gì đến cô chú anh chị cũng như là Mạnh Thường Quân không? Dạ em gửi lời cô chú Mạnh Thường Quân em cảm ơn nhiều. Tại vì hoàn cảnh mẹ con em khó khăn gì nhờ mấy anh xuống giúp đỡ em cũng cảm ơn. Rồi thôi mẹ Hùng Mạnh với Hậu Giang cũng xin phép kết thúc cái video tại đây. Chúc tất cả cô chú anh chị an lành và hạnh phúc ạ.